Vâng, thưa các bạn, ông Đoàn Ngọc Hải có lẽ là vị phó chủ tịch mà được giới báo chí quan tâm nhiều nhất kể từ lúc ông còn tại vị cho đến khi nghỉ hưu. Và nhìn ông Đoàn Ngọc Hải thì có vẻ như là rất là lớn tuổi, nhưng mà thật ra thì ông mới chỉ sinh năm 1969. Và ông Đoàn Ngọc Hải thì nguyên là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Nhất, và ông đã từng giữ rất nhiều cương vị khác nhau trong bộ máy hành chính của thành phố Hồ Chí Minh. Ông bắt đầu được giới truyền thông chú ý đến khi trực tiếp xung phong xuống đường để chỉ đạo chiến dịch vỉa hè tại quận Nhất. Sau chiến dịch này thì đã bắt đầu lan tỏa ra nhiều tỉnh thành khác và được nhiều người dân hưởng ứng. Trong cái chiến dịch mà giành lại vỉa hè rất là quyết liệt, nhưng mà cuối cùng đã thất bại và ông đã nộp đơn từ chức phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Nhất. Và sau đó thì ông được thuyên chuyển sang một đơn vị khác và cuối cùng ông quyết định nghỉ hưu ở tuổi 50. Vâng, thưa các bạn, có lẽ người ta nhớ nhiều đến ông Đoàn Ngọc Hải là cái thời điểm mà sau khi ông rũ áo từ quan để về làm người bình thường, thì ông chỉ quay lại về kinh doanh cùng với bố mẹ để làm một thời gian ngắn. Rồi sau đó mà có lẽ thì vẫn đau đớn trong lòng một nỗi niềm vì còn nợ người dân quận Nhất về những điều mà ông hứa nhưng không làm được. Và hiện giờ thì ông không còn cơ hội để thực hiện lời hứa đó, nên ông Hải đã cố gắng thực hiện bằng một phương thức khác. Cụ thể thì ông đã bỏ tiền ra để mua một căn nhà nhỏ thành phố Hồ Chí Minh và địa phương khác để cho người vô gia cư đến tá túc khi có yêu cầu. Và ông cũng đã bán cái chiếc điện thoại Vertu và cái đồng hồ Patek Philippe rất là xịn do người thân tặng để góp tiền vào mua nhà. Vào thời điểm cuối năm 2020 thì ông đã bỏ tiền túi ra hơn 700 triệu để mua chiếc xe và đăng ký trở thành xe cứu thương. Ông cũng tự lái xe để chở bệnh nhân nghèo miễn phí, kể cả từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, với mong muốn là phục vụ người dân trên cả nước, một trái tim nhân ái và luôn giúp đỡ người nghèo. Sau đó thì ông làm từ thiện rất là nhiều và mọi người quý ông có lẽ là xuất phát là ông làm từ cái tâm, chứ không hề có sự màu mè, và rất là thẳng thắn, không sợ va chạm. Và hơn tất cả những việc ông làm là đều làm cho người lao động nghèo. Chính vì sự bình dị như vậy nên nhiều người bây giờ thì đã quên đi việc ông từng là một phó chủ tịch của một quận lớn tại mảnh đất Sài Thành hoa lệ. Và người ta cũng quen gọi ông là Đoàn Ngọc Hải, và cũng nhiều người gọi ông là Cơ So Hải. Vâng, thì nhiều người thì cũng hay thắc mắc là tại sao mà trong mỗi status trên Facebook của ông Đoàn Ngọc Hải thì ở cuối câu ông luôn có một cái chữ ký là Cơ So Hải. Nhìn nhận là trong những cái đợt mà ông đi làm từ thiện ở Gia Lai tại cái thị xã Aumpa, đây là một trong những cái địa phương mà rất là nghèo, nhiều trẻ em thì cũng rất là ít được uống sữa, và có những trẻ em là chưa biết bao giờ biết được thưởng thức thịt hộp là gì. Tại đây cũng là một cái dịp rất là đặc biệt của cuộc đời mình, khi ông đã được ông Cơ So Chuo và bà Nai ở thị xã Aumpa ở Gia Lai thì đã nhận làm con nuôi. Và hai ông bà đã chuẩn bị một cái lễ cúng rất là đặc biệt mà đã được thu gọn, gồm một con heo nhỏ và ba ghe rượu. Và thầy cúng uy tín của làng cũng được mời đến. Tại đây thì đã có một cái lễ cúng như là nhận ông Hải làm con nuôi, qua những cái giọng của thầy cúng như là đã nói là cầu cho cái chân bước đi muôn nơi không biết đau, không biết mỏi, cho sức khỏe và làm việc thuận lợi, sống lâu trăm tuổi. Và một cái chiếc vòng tay bằng đồng, một cái vật tín ước xác nhận thì đã được cẩn thận đeo vào tay ông Hải. Bắt đầu từ thời điểm này thì ông Hải sẽ có thêm một cái tên, đó là Cơ So Hải. Trong cái này thì ông Hải cũng đã hứa là ông sẽ trở lại đây để thăm ba mẹ, thăm các em và buôn làng, sẽ kêu gọi giúp cho người dân còn khó khăn, vì ông còn thấy rất là nhiều người còn khổ quá. Tấm lòng hướng về người nghèo, đến với những thân phận khốn khó nơi những bản làng xa vắng của ông Hải đã neo ông lại trong tình yêu thương của cộng đồng. Vâng, thưa các bạn, thì hình bìa của trang Facebook của mình thì ông có lúc thì chọn hình đại diện là của tướng Võ Nguyên Giáp, và có lúc là chọn những trẻ em đang rất là hồn nhiên và có nét cực khổ, nhìn trên tay cầm những cái hộp sữa để làm giống như là một cái nhắc nhở ông về một cái tinh thần chiến binh của người lính, không ngại khó, không ngại khổ. Và kể cả những cái thân phận của những trẻ em rất là khốn cùng cần được ông giúp đỡ. Vâng, thưa các bạn, hiện nay thì cũng có rất là nhiều cái trang mà Facebook hay là nào đó, và những cái nhóm thì họ lấy tên là Đoàn Ngọc Hải, thì với nhiều cái mục đích khác nhau. Nhưng mà chỉ có một cái trang Facebook duy nhất này, và xin các bạn mà lưu ý. Chúc ông thật nhiều sức khỏe và những bánh xe lan tỏa yêu thương đến với thật nhiều người.